câu chuyện truyền thanh. Kính thưa quý vị và các bạn, hổ là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ. Mặc dù các cơ quan có trách nhiệm bằng nhiều biện pháp tăng cường xử lý nghiêm các hành vi nuôi nhốt, vận chuyển, tàn trữ, buôn bán trái phép động vật hoang dã như loài hổ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, qua nhiều đợt điều tra bãi ảnh, đã không ghi nhận hình ảnh hổ nữa. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng hổ bị tuyệt chủng ở Việt Nam là rất cao. Do vậy, công tác quản lý bảo tồn hổ cũng như các loài động vật hoang dã quý hiếm khác hiện nay ở Việt Nam đang trở nên cấp bách hơn lúc nào hết. Phản ánh vấn đề này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Năm Dần bảo vệ hổ của tác giả Hoàng Tân qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Ngọc Diễm vai Nguyệt, Kim Cương vai Quế, Hữu Phúc vai ông Hai, Tường Duy vai anh Dần, Quang Yến đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Mấy hôm nay, hai chị em Nguyệt, Quế về thăm ông ngoại. Được ông ngoại dẫn đi tham quan nhiều nơi, nhưng hai chị em vẫn không thích. Thằng sao? Rồi bữa nay hai đứa muốn đi đâu nữa nè? Thôi, con không có đi đâu. Ông ngoại cứ bắt tụi con đi bộ. Quái quá à. Phải đó, mình chơi bầu cua cá cọp đi. Vui lắm á. Bầu cua cá cọp mà không có con cọp á, ông ngoại không có chơi. Thì chừng nào có con cọp ông mới chơi nghen. Có con nai không hả ông ngoại ơi? Ủa, mà sao kỳ vậy ông ngoại? Bầu cua cá cọp mà sao không có con cọp? Ủa, chị hai á cũng không biết hả chị hai? Thì tại hồi xưa á, người ta cử nhắc tới con cọp đó. Hồi xưa á, dân mình gọi nó là ông 30. Hồi đó, miền Nam rất là nhiều cọp. Ông nội của ông kể, nhà ông nội bị mấy ổng rình bắt heo hoài. Thế trời mà vừa chẹn vẹn là mấy ổng vô chụp con heo. Có khi còn rình vô người đi rừng ăn thịt họ luôn. Nên dân họ sợ, không có nhắc tới tên cọp đó. Ủa, mà sao gọi cọp là ông 30? Mà không gọi là ông 40 hả ngoại? Vì quan treo giải thưởng, ai giết được cọp thì được thưởng 30 quan tiền. 30 quan tiền hồi xưa chắc lớn hả ngoại? Vì giết cọp là nguy hiểm tính mạng mà. Vậy mà ai giết cọp xong còn bị đánh 30 hèo nữa đó. Sao kỳ vậy ngoại? Có công lớn mà còn bị đánh. Ai dám xông vô rừng giết cọp? Nói chung là đánh nhẹ thôi hà. Đánh tượng trưng cho có hình thức, để mà hồn ông 30 không có còn giận kẻ đã giết mình. Trời, hồi xưa âm lịch hé ngoại. Người ta còn thờ cọp nữa đó tụi con. Hồi xưa đình miếu nào cũng có bình phong vẽ hình con cọp để thờ đó. Có đình thì làm phù điêu đắp nổi hình cọp. Vì dân tin rằng nếu cọp thật đến, thấy chúa sơn làm ở trên bình phong là biết đất đã có chủ, nó sẽ bỏ đi. Vậy là không phải mê tín mà là người xưa thông minh hả ngoại? Mà cọp muốn giành lãnh thổ mới thì nó phải tấn công đối phương. Trước khi xông vào thì nó phải nhe nanh múa vuốt gầm gừ ra oai. Nhưng mà con cọp ở trên bình phong vẫn bình tĩnh, không có hoảng sợ. Cọp giấy á mà biết sợ gì? Rồi sao nữa ngoại? Thì cọp thiệt á, nó nhe nanh múa vuốt xong, nó phóng vô tấm bình phong, vô con cọp giấy. Ai dè đập đầu vô tấm bình phong bằng đá, con cọp thiệt nó hoảng hồn, nó rút lui chào thua cọp giấy luôn. Ngoại ơi, con còn nghe bà ngoại kể á, hồi xưa ngoại hay đi coi hát cọp, làm sao ngoại? Không lẽ coi mấy con cọp làm xiếc, coi nó hát. Em ngu quá à. Coi hát cọp á là coi chùa đó. Có phải không ông ngoại? Thì na ná vậy đó con. Coi hát cọp á nghĩa là coi hát, không có phải mua vé vô cửa. Mà chuyện này là có sự tích đó nha mấy đứa. Hồi xưa á,
những người yêu nước bị pháp truy nã thường trốn về rừng U Minh, rồi lập gánh hát bội. Ai hảo tâm thì cho ít gạo cá để gánh hát sống qua ngày, chứ không có bán vé vô cửa. Thời xưa dân khổ lắm, làm gì có tiền mua vé coi hát. Chà, hát bội khuyến mãi như vậy á, bà con tới đông hết ngoài. Ờ, đúng vậy đó. Lần nào mà có gánh hát bội gì đó hen, ta nói dân người ta coi đông dữ lắm, cọp cũng tới coi nữa à. Ủa, có chuyện đó nữa hả ngoại? Ừ, rừng U Minh mà con. Trong rừng á thì cọp có bầy, dưới sông á thì cá sấu cũng có bầy. Ta nói lúc nào dân cũng sợ hùm tha sấu gấp. Bởi vậy á, dân thì ngồi trên xuồng coi hát bội, còn trên bờ á thì cọp tụ lại cá bầy, cũng nằm dài coi hát bội như bà con mình. Coi hát cọp là vậy đó, là coi hát chui, coi chùa, không có mùa vé. Hay quá, ngoại là cuốn từ điển sống của tụi con á. Mà hồi thời thực dân Pháp cai trị á, dân mình khổ lắm hả ngoại? Đúng rồi, nhất là bị tù, bị đài đi cùng đảo á, bị tra tấn dã man, nên họ vượt ngục nhiều lắm. Pháp mới chở ba con cọp ra đảo, tập hợp tù nhân lại cho họ xem, để tù sợ không có dám trốn trại. Sau đó chúng thả cọp vô rừng, để mấy người tù khi họ đi vô rừng đốn củi hay là đục đá, họ biết có ba con cọp ở trong rừng, họ không dám vượt ngục đó. Rồi có ai bị cọp ăn thịt không ngoại? Không, họ ăn thịt cọp thì có. Ủa, sao họ dám ăn thịt con cọp? Thì tù nhân họ đói quá mà. Bởi vậy khi họ bị bắt đi vô rừng đốn củi đục đá, họ tranh thủ bắt thú rừng ăn, tới nỗi cọp không còn gì ăn, nó đói, rồi thấy tù nhân đi rần rần, nó sợ, nó chạy. Tù nhân thấy cọp cũng bỏ chạy, nhưng sau đó biết cọp đói, nên dây lại, đập chết để ăn thịt. Ăn được hai con thì chủ ngục người ta biết. Vậy là còn một con cọp mấy ông tù nhân giết luôn? Không có, vì mỗi ngày chủ ngục giao tù nhân gánh cơm ra bờ biển, đổ ra đó cho nó ăn. Mà cọp đâu có ăn chay đâu. Bởi vậy nó mò cua bắt ốc ăn. Có lần cọp gặp một con ốc tai tượng rất là lớn, đang há miệng. Ta nói con cọp nó khoái quá mới thò chân môi. Ai dè con ốc, nó ngậm miệng lại, con cọp kẹt chân ở trong đó luôn. Vậy mà nó chết luôn sao ngoại? Vì con ốc tai tượng có vỏ kết cứng chặt với đá, nên con cọp nó không có rút chân ra được. Rồi cái thủy triều lên, con cọp nó chết ngọp luôn. Hết chuyện cọp. Bây giờ tới chuyện thằng Dần, chồng sắp cưới của con tới kìa Nguyệt. Ra mở cửa đi. Dạ con chào ông ngoại. Cả nhà nói chuyện gì mà con đứng ngoài cổng nghe mọi người cười quá chừng vậy? Cả nhà đang nói chuyện anh đó anh Dần ơi. Nó xấu anh phải không? Anh nghe lời nó. Tụi em đang nghe ông ngoại nói chuyện con cọp hồi xưa. Anh có biết chuyện gì liên quan tới con cọp không? Kể cho tụi em nghe đi. Anh Dần mà không biết chuyện con cọp mới lạ nha chị hai. Ôi, mấy cái chuyện cọp beo anh một bụng nè. Hồi xưa có anh chàng đi coi bói, bị thầy bói nói tới ngày đó, tháng đó sẽ bị chết vì cọp. Cậu ta sợ dữ lắm, không đi chơi sở thú. Biết ai tên hổ tên cọp thì tránh xa. Còn vài bữa nữa là hết tam tai, cậu ta mừng dữ lắm. Tới nhà bạn chơi, thấy trên tường có treo hình con cọp. Cậu bèn đập tay vào mặt con cọp giấy, rồi đắc chí nói, mày chẳng làm được gì tao đâu. Rồi cậu ta bị chết. Ủa, đập vào bức tranh mà chết như ngoài? Thì ở trên bức tranh có gắn cây kim mai, nên cậu ta đập tay trúng cây kim, rồi bị nhiễm trùng, rồi bị phong đòn gánh, rồi chết, đúng không Dần? Dạ, đúng vậy. Công nhận anh cũng giỏi chuyện tiếu lâm thiệt á. Nãy giờ lo nói chuyện tiếu mà anh quên. Ngày mai em về, em mang quà này tặng cho ba má giùm anh nha. Kính lão đắc thọ nha anh hai. Ông ngoại của em ngồi đây mà anh không tặng, lại gửi quà tặng cho ba má của em. Coi chừng ở nhà,
Ông ngoại em á mà tặng hắn một tiếng á là không có cho cưới đó. Tại anh vui quá nên quên. Chứ ở đây á ai cũng có phần, em cũng có phần nè. Đây. Còn phần cao quý nhất á là của ông ngoại. Dạ đây là cao hổ cốt thiệt nha ngoại. Bạn cốt của con nấu cao đó. Con dặn cả tháng á mới có đó ngoại. Trời, ông ngoại của em lớn tuổi như vậy mà anh tặng cao hổ cốt làm chi vậy? Thì ông ngoại cao tuổi hay bị nhức mỏi, anh mới tặng cao hổ cốt. Thứ này trị tê thấp, phong thấp là số 1. Thôi, ông không có nhận đâu nghe. Mấy thứ này mắc tiền dữ lắm đó. Với lại có khi nó lấy xương bò, rồi quảng cáo là xương hổ. Mừng sao mình biết được, uống vô hại thêm mà. Dạ không có đâu, bạn con tốt lắm. Tốt cỡ nào cũng không có qua đồng tiền đâu con. Để ngoại kể con nghe đây nè. Hồi trước chú ruột của ông chuyên nấu cao hổ cốt giả đó. Vậy mà người ta cũng tin rần rần. Một lạng ông bán cả chục triệu. Rồi sang tay qua người khác bán 15 triệu. Cứ vậy tới người mua là 20 triệu cao hổ cẩu đó. Ông nấu bằng xương chó đó con. Trời, ổng làm sao hay vậy ông ngoại? Ôi, đâu phải mình ổng nấu con. Thiếu gì người nấu cao hổ từ xương chó, xương heo, nhất là xương chó bẹt rơi á, dễ làm giả xương hổ nhất đó nghe. Có khi ổng mua xương gấu gì, ổng lấy vào khoét ở phần đầu khớp các xương tai chân của gấu, những cái lỗ dài dài, thường gọi là lỗ huyệt hay lỗ thông thiên, giống y như xương hổ vậy đó. Vậy là hô biến từ xương cẩu thành xương hổ, hốt bạc chục triệu dễ quá hen. Không lẽ bạn con gạt con? Anh á, đâu có tận mắt nhìn bạn anh lấy xương cọp nấu cao đâu mà tin. Mà nhiều người cũng giống như anh á, cũng không có thấy tận mắt xương cọp, xương hổ ra làm sao, mà dám bỏ ra 10 mấy 20 triệu mua đồ giả. Đúng rồi, chú của ông kể là muốn chắc ăn, dễ gạt người, thì ổng kêu ông á, giả làm người mua, khen nức nở cao hổ cốt là đồ xịn, nhất là trị cái bệnh đàn ông hay lắm. Vậy đó, hai chú cháu, ta nói kẻ tung người hứng, lừa người ta đó. Không lẽ bạn anh lừa anh? Mà dẫu nó là cao hổ thật, thì cũng không có giá trị. Vì đến nay, chưa có nghiên cứu khoa học nào trong y văn cho thấy cao hổ có hiệu quả điều trị bệnh chim khớp xương hay loãng xương hết á. Vậy là anh góp phần làm cho loài cọp tuyệt chủng vì nó bị người ta săn bắt về để làm cao hổ cốt á. Bây giờ đâu còn cọp mà nấu cao, vậy là giả rồi đó bay. Ác vậy mà sao nhà nước không phạt cho nặng mấy người đó cho tỏn á chứ? Có chứ, phạt nặng lắm đó. Ai mà săn bắn, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép hổ là phạm pháp, có thể bị phạt từ 10 đến 15 năm tù. Theo điều 244 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đó Quế. Phải vậy chứ làm sao? Vì cọp là động vật quý hiếm mà tụi con. Vậy mấy bịch cao hổ cốt này á làm sao đây em? Cả chục triệu đó. Thôi để anh bán lại gỡ vốn. Thôi đi. Như vậy á là anh lại tiếp tay gạt người. Bây giờ á anh phải báo công an để công an tìm ra đường dây mua bán, săn bắt hay là nuôi nhốt hổ. Mình phải góp phần bảo vệ nó anh à. Kỳ không em? Không có kỳ đâu anh ơi. Anh mà không báo công an á, ông ngoại của em á sẽ không giả đâu. Hù anh hoài hà. Được rồi, anh thấy báo đăng công an phát hiện nhiều vụ săn bắt nuôi nhốt hổ trái phép. Anh đọc xong á, bỏ qua, vì nó không có liên quan tới mình. Bây giờ á, mới thấy em Quế nói đúng. Mình săn lùng mua cao hổ cốt là mình tiếp tay tận diệt loài hổ đó. Đúng như vậy đó anh. Nó gần tuyệt chủng rồi, phải cứu nó anh Trần ơi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Năm Dần Bảo Vệ Hổ của tác giả Hoàng Tân. Đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long xin tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.